Tôi rất là vui và hân hạnh vì Chúa cho tôi có cơ hội để hiện diện và hầu việc Chúa với Hội Thánh Tin Lành Berlin buổi sáng hôm nay. Và cảm ơn Chúa về mối quan hệ tốt mà Chúa đã cho tôi gặp vợ chồng của mục sư Trần Minh Hùng năm 2015 ở tại Arizona. Mặc dù trước đó chúng tôi có nghe nhiều về quý vị rồi, nhưng mà Chúa đã mở đường để chúng ta gặp nhau ở tại Hoa Kỳ. Ich danke Gott auch für die Gelegenheit, dass wir uns kennenlernen konnten, Joe und ich. Wir haben uns 2015 schon in Amerika getroffen. Một lần nữa, thay mặt cho Hội Thánh Vườn Nho ở Arizona, chúng tôi gửi lời chào yêu thương đến Hội Thánh Tin Lành Berlin, là hội thánh mà chúng tôi cầu nguyện mỗi sáng cho quý vị. Meine Gemeinde in Arizona richtet viele Grüße aus an die Gemeinde, an eure Gemeinde, bei denen wir leben wirklich jeden Morgen für euch. Giống như điều mà cô Tiên với lại mục sư Hùng mới nói hồi sáng thì chúng ta giống như thân thuộc rồi, coi như gia đình, thì quý vị có thể đến Arizona một ngày kia để chúng ta có thể gặp nhau, hầu việc Chúa với nhau. Und wir sind schon so gut miteinander verwandt, ihr seid herzlich eingeladen, uns mal in Amerika zu besuchen. Nhớ hai chữ gia đình nhé quý vị, hai chữ gia đình. Vergesst nicht, ja, wir sind Familie. Bây giờ thì tôi sẽ vào chủ đề của bài chia sẻ lần buổi sáng hôm nay, đó là Đức Chúa Trời ở đó, Jehovah Shama. Und ich möchte heute predigen über der Herr ist da, Jehovah Shama. Khi nhận lời để chia sẻ lời Chúa cùng Hội Thánh thì tôi cầu nguyện với Chúa là con phải chia sẻ đề tài nào để mà giúp ích cho dân sự của Ngài, thì cái đề tài này nó đến với tôi đầu tiên luôn, và tôi biết rằng đây là điều Chúa muốn quý vị được nghe. Als ich die Einladung bekommen habe, heute zu predigen, da fiel mir sofort dieses Thema ein und ich wusste, Gott möchte, dass ich über dieses Thema spreche. Bài hát được viết năm 2001 và nó có nhiều cái câu chuyện ở trong cái bài hát này, và quý vị sẽ được nghe cái câu chuyện này vì sao có bài hát này qua phân đoạn Kinh Thánh ở trong các quan sát đoạn 6. Ich habe dieses Lied 2001 geschrieben und ich werde auch gleich erzählen, wie es dazu kam. Und zwar habe ich ein Bibelkapitel aus Richter. Và chúng ta sẽ đọc với nhau từ câu chúng ta sẽ đọc với nhau từ câu 1 cho đến câu 17. Richter 6, Vers 1 bis 17. Các quan sát đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 17 để chúng ta đi tới hết cái phân đoạn nhỏ này thì tôi sẽ đọc cùng quý vị ha. Tôi sẽ đọc không biết sao để cho nó dễ thì cô Tiên có dịch lại tiếng Đức không? Dạ không ạ, mục sư tôi đã viết tiếng Đức luôn ở trong đây rồi. Dạ vâng. Vâng. Dạ, cùng luôn. Dạ, như vậy thì chúng ta cùng đọc chung với nhau quý vị. Dạ. Xin mời quý vị cùng đọc, chúng ta bắt đầu. Để tôi lấy kiến. Thôi cũng một siêu hồn cũng giống nhau. Còn trẻ. Nói chuyện bình thường thì không cần, nhưng mà lúc mà đọc thì phải cần. Chúng ta cùng đọc với nhau câu 1 cho đến câu 17 quý vị ha. Xin bắt đầu. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel, vì sợ người Ma-đi-an, nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Ma-đi-an với dân Emelec và người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại đói ngang người, phá hoại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên bò hay là lừa, vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến các khác nào một đám cào cào, người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hoại. Vậy, vì cớ dân Madian, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Madian, nên Đức Chúa Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng Israel, người nói cùng chúng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy, ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hài hiếp các ngươi và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorít tại trong xứ mà các ngươi ở, nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta. Đoạn thiên sứ của Đức Jehovah đến ngồi dưới cây thông Ophra thuộc về Joash, người Abiezerit, Gedeon con trai người đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Madian. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: ở người giống sĩ Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Gê-đê-ôn thưa rằng: ôi Chúa,
Nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào dân Ma-đi-an. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy. Gê-đôn thưa lại rằng: Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu bằng rằng chính Chúa phán cùng tôi. À, tôi đọc tới đây, đúng ra thì tới câu 16 thôi quý vị. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và trong Ezechiel đoạn 48 câu 35 là câu gốc của chúng ta. Tôi đọc ở trong cái Ezechiel đoạn 48 câu 35 cho quý vị nghe giờ này. Châu Vi Thành sẽ có 18.000 cần, và rày về sau tên thành sẽ là Đức Giê-hô-va ở đó. Đức Giê-hô-va ở đó, thưa quý vị, tôi bắt đầu cái chủ đề của chúng ta sáng hôm nay bằng những cái chữ cuối cùng của sách Tiên tri Ê-sê-chi-ên đoạn 48 câu 35. Đức Giê-hô-va ở đó. Và trong cái từ Hebrew có nghĩa là Jehovah Shama, là bài hát mà chúng ta mới vừa nghe. Hier wohnt der Herr, und das ist auf Hebräisch Jehovah Shama, das ist genau das Lied, das wir auch gerade gehört haben. Người mà viết ra cái sách tiên tri này chính là vị tiên tri và thầy tế lễ Ezechiel. Ezechiel war damals ein Prophet und ein Hohepriester. Và Ezechiel bị bắt lưu đày sang Babylon trước sau Daniel 8 năm cùng với ông một ông vua. Một ông vua. Tên là Jehoiakim, và lúc đó thì Ezechiel còn rất trẻ nha quý vị. Tôi muốn lưu tâm đến cái chuyện này, họ là những người rất trẻ khi bị bắt sang, bị lưu đày. Und wurde dann ein Kriegsgefangener, war aber sehr jung gewesen. Also ich möchte betonen, dass wirklich noch sehr jung gewesen war. Nhưng mà người trẻ thì ở đây chúng ta học rằng người trẻ này có một cái khải tượng, một ước mơ và không bao giờ từ bỏ ước mơ đó. Aber dieser junge Mann hatte einen Traum gehabt, den an den hielt er fest. Chúng ta nói về điều này hôm nay ở trong hội thánh, chúng ta có rất nhiều ước mơ và chúng ta xin Chúa cho chúng ta giữ ước mơ đó, bám ước mơ đó và đi tới cuối cùng giống như Ezechiel. Giữa lúc bị lưu đày, bị lưu vong, bị khó khăn thì Ezechiel có một cái sự bày tỏ rất là quan trọng, đó là Đức Chúa Trời sẽ vẫn ở cùng chúng ta. Ezekiel war ein junger Mensch, ein gebildeter Mensch, ein junger Mann, er kam in Gefangenschaft, aber er wusste, der Herr ist mit ihm. Bị mất nước, không có nhà cửa, bị lưu đày, bị làm nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở giữa chúng ta. Er verlor seine Heimat, er verlor sein Haus, er verlor seine Arbeit ab und er ging in Gefangenschaft, aber er wusste, der Herr ist mit ihm. Trở lại với ý nghĩa của Jerusalem với dân Israel, đó là hình ảnh, đó là tuyển dân của Đức Chúa Trời và là hình ảnh của hội thánh ở trong Cựu Ước. Và Đức Chúa Trời ở giữa thành Jerusalem mới mà Ngài nói với lại Israel, nói với lại Ezechiel lúc bấy giờ là chưa có gì hết, nhưng mà Chúa hứa rằng sẽ có một cái thành mới và Ngài ở giữa thành đó. Und, cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta là Jerusalem, chúng ta là Israel thuộc linh, là tuyển dân của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta. Và tựa đề của bài giảng này là Đức Chúa Trời ở đó. Ngài ở trong chúng ta, cho nên chúng ta đi đâu thì Ngài cũng ở đó với chúng ta. Er wohnt auch in uns, und egal wo wir uns befinden, er ist da.
Chúng ta đi qua phần thứ nhất của bài giảng sáng hôm nay, đó là ở giữa sự bẩn chật và khốn khổ của dân sự Ngài thì Chúa ở với chúng ta. In all dem Leid, in dem das Volk gewesen war, in der schwierigen Zeit, der Herr war mit ihnen. Ở trong cái đoạn đầu của những câu đầu của sách Joshua, sách các quan sát đoạn 6 chúng ta vừa mới đọc, chúng ta thấy tình cảnh của Israel rất là thảm hại, rất là khó khăn. Wir haben gerade in Richter gelesen, dass es dem Volk Israel zu jener Zeit wirklich schlecht ging. Họ trồng trọt cũng không có được ăn nữa, họ trồng họ chưa có thu hoạch thì dân Madian đã tới cướp đi của họ rồi. Sie konnten die Ernten nicht einfahren, da kamen die Midianiter und haben ihnen alles weggenommen. Người Israel được sống ở trong cái xứ hứa nhưng mà họ không có sự tự do, họ phải đào lỗ, họ phải trốn ở trong những cái hang động bởi vì họ sợ hãi dân Madian. Die Israeliten lebten in ihrem eigenen Land, mussten sich aber in Höhlen verstecken, weil sie so viel Angst hatten vor den Midianitern. Và họ bắt đầu kêu cầu với Đức Chúa Trời, tại sao chúng con lại khổ như vậy, tại sao chúng con lại cực như vậy, chúng con không được ăn những cái sản vật mà chúng con trồng ra. Und sie riefen dann zu dem Herrn und sagten, warum geht es uns so schlecht, warum dürfen wir nicht von unserer Ernte, von unseren Früchten essen? Và Đức Chúa Trời đã sai một người đến cho họ, một tiên tri đến cho họ. Und Gott schickte ihnen einen Propheten. Và Đấng giải cứu đã đến với họ. Und dieser kam. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời yêu thương Israel khi họ kêu cầu với Ngài. Ngài không có quên họ. Und wir sehen hier, dass der Herr die Gebete seines Volkes erhört. Er hörte sie. Bây giờ chúng ta trở lại với hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta cũng giống như trong cái câu chuyện này thôi. Und wenn wir jetzt auf uns schauen, wir sind nicht anders als die Israeliten in der Geschichte. Quý vị có thể làm việc, quý vị có thể cực nhọc, quý vị có thể lao nhọc ở trong công việc của mình và quý vị không được hưởng gì hết, quý vị bị mất hết, quý vị gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình. Ihr arbeitet und rackert euch ab und habt dennoch immer Misserfolge oder ihr könnt nicht das bekommen, wofür ihr gearbeitet habt. Nhưng mà có một sự thật, đó là khi chúng ta bắt đầu kêu cầu Chúa đó, thì Ngài trả lời cho chúng ta. Aber was wahr ist, dass wenn du den Herrn anrufst, dass die antwortet. Thật là tuyệt vời khi mà chúng ta biết rằng Chúa không có quên chúng ta, phải không quý vị? Und es ist wunderbar zu wissen, dass der Herr uns nicht vergisst, nicht wahr? Chúng ta có một Đức Chúa Trời thương xót và lắng nghe chúng ta ở trong sự cùng khổ của chúng ta. Wir haben nämlich einen Gott, der mit uns in unserem Elend ist. Ở trong sách Esai đoạn 63 câu 9. Jesaja 63 câu 9. Tôi đọc lời của Chúa cho quý vị nghe giờ này. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu thương, yêu đương, thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Vâng, cảm ơn quý vị theo dõi. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Ngài ở đó với chúng ta. Ngài lắng nghe hết mọi điều của chúng ta đó. Mà đôi khi chúng ta tưởng rằng Chúa quên mình rồi, Chúa ở đâu, con không thấy Chúa. Und hört all unsere Gebete, obwohl wir manchmal meinen, ist gar nicht da, hat uns vergessen. Nhưng mà lời Chúa nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng trong mọi cái sự tệ hại nhất cuộc đời của chúng ta thì Đức Chúa Trời vẫn ở đó với chúng ta. Aber Gottes Wort erinnert uns daran, dass im tiefsten Tief unseres Lebens da ist. Điều thứ hai, Chúa luôn sai sứ giả Ngài đến cùng dân sự Ngài. Zweitens, schickt immer einen Gesandten. Chúng ta đọc trong câu 8 thì chúng ta thấy điều đó. Nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng Israel, người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, ta ban cho các ngươi xứ của chúng nó. Richter 6, Vers 8. Sandte einen Propheten zu ihnen, der verkündete: So spricht der Herr, der Gott Israel. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Damals sagte ich zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott.
Er ist nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber er hat mich auch nicht gehört. Quý vị, Đức Chúa Trời luôn có giải pháp cho chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu thì Ngài ứng cho chúng ta, Ngài trả lời cho chúng ta rồi. Wisst ihr, Gott hat immer eine Lösung für uns. Bevor wir ihn anrufen, hat er schon die Antwort parat. Và Ngài ở đó để Ngài nghe mọi điều cầu xin của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta hãy nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta chứ Ngài không có quên chúng ta. Có hai điều chúng ta nhận ra ở trong việc Chúa giải cứu chúng ta. Thứ nhất, đó là Ngài sai những tiên tri của Ngài để giảng giải cho dân sự của Ngài, hoặc là dấy lên một quan xét để mà giải cứu dân sự của Ngài ở trong cái hoàn cảnh mà họ kêu cầu với Chúa. Chúa sẽ đưa một người đến cho quý vị để giúp đỡ quý vị, tư vấn cho quý vị, an ủi và cầu nguyện quý vị. Vấn đề quan trọng là quý vị có nhận ra cái người đó từ Đức Chúa Trời đưa đến hay không? Wisst ihr, Gott schickt auf euch einen Gesandten, der euch ermutigen wird, der euch trösten wird, der euch helfen wird. Die Frage ist nur, erkennt ihr ihn auch? Tôi rất là được khích lệ khi mà, tôi rất là được phước khi mà thấy quý vị có một người trang bày, đó là mục sư Trần Mạnh Hùng và Hội Thánh của Chúa là cái nơi mà quý vị hãy cảm tạ Chúa, bởi vì lúc quý vị gặp những khó khăn và hoạn nạn thì đây là cái gia đình của quý vị, đây là cái chỗ để mà khích lệ chúng ta, đây là người mà Đức Chúa Trời đưa đến khi chúng ta cầu nguyện đó. Ich danke Gott dafür, dass ihr eine Gemeinde seid mit einem Pastor und wisst ihr, wenn ihr in Nöte kommt, in Krisen kommt, dann ist die Gemeinde eure Familie, die Gemeinde ist eure Zuflucht. Tôi được khích lệ khi mà tôi biết được có một vài anh chị em ở cách Berlin 200 cây số, 300 cây số mà quý vị có một cái sự kết nối với Hội Thánh Tin Lành Berlin để chi? Bởi vì quý vị cảm biết được rằng Đức Chúa Trời đã sai Hội Thánh này đến với trong cuộc đời của quý vị, giống như trong cái câu chuyện này, để giải phóng quý vị, giải cứu quý vị. Ich bin auch ermutigt zu hören, dass viele von euch so weit weg wohnen, 200 Kilometer von Berlin entfernt, aber dass ihr im Herzen mit der Gemeinde Berlin eins seid und dass ihr trong phương án giải cứu của Chúa còn có thêm một điều nữa. Điều thứ nhất là Chúa sai sứ giả tới. Điều thứ hai là Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta. Thi Thiên đoạn 119 câu 105. Lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Hội Thánh Berlin có một người kỹ thuật viên rất là giỏi, là nói tới đâu là có ra có câu kinh thánh đó liền. Cảm ơn Tuấn rất nhiều nha. Rất giỏi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Trong lúc chúng ta hoạn nạn thì lời của Chúa đến và chúng ta, vấn đề quan trọng là quý vị có lắng nghe được đó là từ Chúa đưa đến, hay nhận biết được từ Chúa đưa đến một sứ giả hoặc là lời của Ngài cho chúng ta hay không? Và Đức Chúa Trời là đấng ở với chúng ta ở giữa sự hoạn nạn của chúng ta để trả lời cho chúng ta. Und der Herr wohnt hier, er wohnt bei uns und er ist der, der uns hilft und die Antworten gibt. Vâng, cảm ơn Chúa quý vị. Tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Tác giả của bài hát này thật ra đó, tôi là người hợp tác với một người để viết ra cái bài hát Jehovah Shama. Chị này lúc mà bị hoạn nạn đó, thì chị đang sống ở Sài Gòn khoảng thập niên 90 và chị đang thiếu nợ rất là nhiều người chủ nợ của chị xung quanh chị. Diese Schwester lebt zu der Zeit in Saigon, Vietnam und befand sich in einer schwierigen Lage. Chị quyết định là viele Schulden. Chị bị dí nợ quá, không có trả nợ được, cho nên chị quyết định là mình sẽ tự tử và mình sẽ buông hết, mình chết đi cho nó khỏe để khỏi phải trả nợ gì hết. Und sie hatte so viele Schulden gemacht, dass ihr einziger Ausweg für sie war Selbstmord zu begehen, um einfach den ganzen Schulden zu entgehen. Lúc đó có một người bạn của chị đến và hướng dẫn chị về Chúa Giêsu và hướng dẫn chị cái cách để cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu mình.
Und sie hatte eine Freundin, diese Tante, und ihr von Jesus erzählt und sagte, hey, es ist Jesus ist da und er wird dir helfen. Và cuối cùng thì Chúa đã giải cứu chị hoàn toàn khỏi cái vấn đề nợ nần, và chỉ được giải cứu, chị được buông tha khỏi cái vấn đề nợ luôn. Und sie wurde wirklich befreit. Sie hat all ihre Schulden dann begleichen können und sie wurde ein freier Mensch. Từ cái sự buồn bã chán nản, ở trong cái lúc thất vọng đó, chị bắt đầu kêu cầu Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sai một sứ giả tới cho chị, giống như trong cái bài học này. Denn in ihrer Hoffnungslosigkeit, da schrie sie zu dem Herrn, nahm Jesus an als ihren Heiland und Retter Chị quyết und định dâng đời machte sống ihr của mình. einen Freund. Chị bắt đầu chị quyết định dâng đời sống mình cho Chúa, mà nói rằng ngày hôm nay con sống cho Chúa và con không quyết định tự tử nữa, con dâng đời sống của con cho Chúa kể từ ngày hôm nay, là cái khoảng thời gian đó. Und ab dem Tag an sagte sie, Herr, ich übergebe dir mein Leben, ich werde kein Selbstmord machen, weil du mein Retter bist. Chị sang Mỹ sinh sống, và từ bên Mỹ chị gọi về cho tôi trong khoảng thời gian khoảng cuối thập niên 90, khoảng năm 2000, và chị nhờ tôi viết cho chị cái bài hát trong cái câu chuyện như vậy. Und sie immigrierte nach Amerika, schickte mir aber, also bat mich dann, rief mich dann wieder an und bat mich dann, hier ein Lied zu schreiben, wie sie es empfunden hat. Và tôi cầu nguyện với Chúa để tôi nghe cái câu chuyện của chị đó, và tôi bắt đầu tôi viết cái bài hát này ở trong cái sự cảm động, bởi vì biết rằng chính mình ở cũng ở trong cái câu chuyện này, và nhiều người cũng ở trong cái câu chuyện này. Khi yêu cầu Đức Chúa Trời thì Ngài lắng nghe và Ngài giải cứu chúng ta. Und sie erzählte mir ihre Geschichte und ich fühlte mich wirklich auch da hinein und habe dann mein Herz ausgeschüttet und dann das Lied geschrieben, weil ich gesehen habe, der Herr ist wirklich da, wenn wir in Not sind. Đó là người thứ hai kinh nghiệm ở trong cái bài hát này. Khi tôi viết cái bài hát này thì không có điện, không có đàn. Und ich schrieb dieses Lied, hatte weder Strom, noch Licht, noch ein Instrument bei mir. Sáng tác mà không có đàn, không có điện, bởi vì khoảng năm 2000 thì ở Việt Nam thường thường cúp điện, đang viết bài, đang làm việc cúp điện và không có làm gì hết được hết. Ich hatte weder Strom noch Licht, einfach weil das war um die Jahrtausendwende gewesen. Und da gab es in Vietnam wirklich immer Stromausfälle. Và tôi đã kinh nghiệm được sự sự trả lời của Chúa. Ở trong lúc này thì con không có làm gì hết trơn, thôi bây giờ con lấy cái viết ra và lấy cái tập nhạc ra, và con bắt đầu viết xuống cái bài hát này. Aber ich fühlte das wirklich stark in meinem Herzen und habe gesagt, oh Herr, ich habe weder Strom noch kann ich ein Instrument anmachen, aber ich nehme jetzt Papier und Stift und schreibe dieses Lied auf. Câu chuyện của người đàn bà đó và câu chuyện của tôi đã kết hợp ra cái bài hát này, và chúng ta đã có hát cái bài hát này. Có ngày là có thiên đàng, có ngày là có tất cả, không có điện, không có nước, không có tiền, không có gì hết, nhưng mà có Chúa là có thiên đàng rồi. Wisst ihr, und dann entstand dieses Lied für die Frau und für mich. Có ngày có thiên đàng. Habe ich dich, habe ich den Himmel, habe ich dich, fehlt mir gar nichts mehr. Wir hatten Amen. weder Strom, noch hatten wir ein Instrument, noch hatten wir irgendwas, aber ja, wir hatten ihn, wir hatten Gott und deswegen hatten wir alles. Ngày hôm nay chúng ta sung sướng nhiều hơn cách đây 20 năm, 30 năm, bởi vì chúng ta có internet, chúng ta có TV, chúng ta không bị cúp điện, chúng ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng chúng ta cũng phải có Chúa trong cuộc đời chúng ta. Uns geht es jetzt 20, 30 Jahre danach viel besser als damals. Wir haben Strom, wir haben Internet, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben keinen Mangel. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wir müssen auch, wir brauchen Gott. Und ohne Gott haben wir gar nichts mehr. Đức Chúa Trời không chỉ ở giữa, ở với chúng ta trong lúc hoạn nạn, nhưng mà Ngài ở với chúng ta trong lúc chúng ta sung sướng, để xem chúng ta có nhờ cậy Ngài hay không. Gott ist nämlich nicht nur mit uns in Krisen, in schwierigen Zeiten, sondern er ist auch mit uns, wenn es uns gut geht, wenn wir keine Probleme haben, einfach um zu sehen, vertrauen wir ihm, brauchen wir ihn noch. Phần thứ hai chúng ta học ở trong bài học này đó là Đức Chúa Trời ở bên cạnh mà chúng ta không biết. Und der zweite Teil meiner Predigt ist, der Herr ist da, auch wenn wir das nicht fühlen. Có ngày là có thiên đàng mà con không biết. Oder wenn du das nicht weißt, haben wir Gott, haben wir den Himmel, aber hast du ihn auch? Có ngày là có tất cả mà con cũng không biết luôn. Wenn wir ihn haben, haben wir alles, uns mangelt es an nichts, aber weißt du das auch? Có thật như vậy không quý vị? Đó là cái sự vô tình của chúng ta, hoặc là do chúng ta thường thường chúng ta chú ý về
những cái ý riêng của chúng ta để chúng ta đạt được, mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta không để ý rằng Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Trifft es auch auf dich zu, dass du so beschäftigt bist und nur am Hantieren bist und einfach vergisst, dass Gott da ist? Tôi đọc lại ở trong câu 11 của các quan sát đoạn 6. Câu 11 của đoạn 6, các quan sát quý vị ha, quý vị theo dõi. Đoạn thiên sứ của Đức Sô-va đến ngồi dưới cây thông Ốp-ra thuộc về Dô-ách, người A-bi-e-xê-rít. Gê-đê-ôn, con trai người đương đập lúa mạch trong dân trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Thiên sứ của Đức Sô-va hiện đến cùng người mà rằng: hỡi người giống sĩ, Đức Sô-va ở cùng ngươi. Câu 11 và câu 12, quý vị theo dõi, quý vị thấy. Ở đây quý vị nghĩ rằng Gê-đê-ôn giật mình không? Giật mình cái không? Wisst ihr, die Geschichte von dem Gideon, da hat sich bestimmt erschreckt, als ihm der Engel des Herrn erschien. Là quý vị có thường giật mình không? Có người đang ngồi kế bên chúng ta, đụng chúng ta một cái, chúng ta đang suy nghĩ gì? Giật mình, cái làm gì giật mình vậy? Có không? Kính thưa quý vị, có cái cảm giác không? Hay là nhiều khi mình đang coi cái gì đó, mình đang theo dõi mà ai đụng mình cái, mình là ai giật mình lên? Oder wenn du fokussiert bist und die spricht eine an und sagt, hey, hast du mich aber erschrocken? Đây là câu chuyện xảy ra giống như vậy. Gideon giật mình bởi vì tự nhiên có một người đã đến ngồi ở dưới cái cây thông ấp ra hồi nãy giờ mà mình không hay, đó là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Gideon hat sich auch erschrocken, weil diesen Engel des Herrn unter der Eiche nicht bemerkte. Thiên sứ đã hiện ra một cách rất tự nhiên ở trong đời sống của Gideon, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ sai những sứ giả của Ngài đến một cách rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta để cảnh tỉnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng hãy để ý, quan trọng là chúng ta nhạy bén và để ý để được Đức Chúa Trời dẫn dắt ở trong cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh đó. Sei einfach wachsam, dass du diese Menschen erkennst. Ở trong Esai đoạn 58 câu 9, lời của Chúa phán chép rằng: Esai đoạn 58 câu 9, bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy. Okay, Jesaja 48 Vers 9. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Thiên sứ đã đến. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, ängstlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Thiên sứ đã đến ngồi dưới cây thông Ốp-ra hồi nãy giờ rồi mà ông Gideon không biết. Der Engel des Herrn, der war schon die ganze Zeit unter dem Baum, aber Gideon bemerkte ihn nicht. Ở trong câu 9 chúng ta mới vừa đọc, bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng. Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Wisst ihr, in Jesaja steht, wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Quý vị thấy quý vị làm con của Chúa, quý vị sướng không? Haben nicht ein Privileg, einfach Gottes Kinder zu sein? Có một vị thần nào mà nói rằng: bây giờ ngươi cầu đi, ta sẽ ứng. Có ông thần nào mà sẵn sàng nói như vậy như Đức Chúa Trời của chúng ta không? Gibt es einen Götzen, gibt es einen Gott, der bereit ist und sagt, hey, wenn du mich anrufst, ich bin da, außer unser Vater, unser Gott. Bây giờ chúng ta quay lại với người kế bên đó, chúng ta nói với người kế bên đó, anh với em sướng quá, hay chúng ta sướng quá, chúng ta nói đi, chúng ta là con của Chúa, chúng ta sướng quá. Đúng rồi, quý vị, bởi vì Chúa, chúng ta cầu nguyện thì Ngài ứng, khi chúng ta kêu thì Ngài phán rằng có ta đây, Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Trong chuyện cổ tích, chúng ta thường nghe ở bên Trung Đông á, thì nói đến là thần đèn, phải không? Thường thường rờ rờ vô cái đèn xoa xoa rồi thần đèn mới lên để làm, phải không? Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện xạo, chuyện hồi xưa, chuyện không có thật. Also es gibt ein Märchen, das ist keine wahre Geschichte, das ist Aladdin und die Wunderlampe. Thần đèn nó là đầy tớ của cái người sai nó. Und die Wunderlampe, da war ein Geist drin und der Geist war der Diener. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Cha yêu thương chúng ta. Ngài biết nhu cầu chúng ta cần, khi chúng ta kêu thì Ngài trả lời đúng với điều chúng ta cần.
Aber wisst ihr, unser Gott ist kein Diener. Unser Gott ist unser Vater, der uns liebt und uns genau das gibt, was wir brauchen. Ngài là người cha nhân lành của chúng ta. Ngài cho chúng ta những điều Ngài thấy là tốt lành. Und er ist ein guter Gott, ein guter Vater, der uns das gibt, was uns. Điều thứ hai chúng ta học ở đây đó là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta quên thì Ngài sẽ có lời nhắc nhở chúng ta. Nếu chúng ta quên thì Ngài sẽ nhắc nhở chúng ta. Quên. Und Gott ist auch ein Vater, der uns erinnert, wenn wir das vergessen sollten. Dạ, nếu chúng ta quên thì Ngài nhắc nhở chúng ta trong câu 12 này quý vị. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Und zwar lesen wir in Richter in Vers câu 10, câu mấy à? Dạ, câu 12. Lesen wir nämlich in Richter, Entschuldigung, I'm sorry. Dạ. Okay. Một chút, go ahead. Dạ. Đó, ở đây thì cảm ơn Tuấn đã chiếu lên. Đức thiên sứ của Đức Sova hiện đến cùng người mà phán rằng: Hỡi người giống sĩ, Đức Sova ở cùng ngươi. Yeah. Der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm: Jehova ist mit dir, du tapferer Held. Anh Bình, Đức Sova ở cùng anh. Der Herr ist mit dir. Chị Son, Đức Sova ở cùng chị. Bác Son ơi, Chúa ở cùng chị. Dạ, yeah, cô Phụng ở bên Virginia, Chúa ở cùng cô Phụng. Dạ, yeah. Chị Lina, Chúa ở cùng chị, yeah. Tất cả chúng ta. Vâng, yeah. Chúa ở cùng chúng ta. Tại sao Chúa phải nhắc chúng ta? Chị Thảo Ly ơi, tại sao Chúa nhắc chúng ta? Tại sao Chúa phải nhắc chúng ta rằng Ngài ở cùng chúng ta? Tại sao Chúa phải nhắc hoài vậy? Tại sao chúng ta Chúa nhắc hoài vậy? Tại vì chúng ta quên. Chúng ta quên thường xuyên, chúng ta quên đủ thứ, nhưng mà có một cái chúng ta không có quên. Yeah. Quý vị biết cái gì mà chúng ta không có quên không? Cái gì chúng ta cũng có thể quên, nhưng mà không có cái gì mà, có một thứ mà chúng ta không có quên. Đó là người khác thiếu nợ mình tiền á, mình không có quên. Dạ. Dạ. Cho tới lúc mà mình ăn á, mình cũng không có quên đó. Cứ đúng giờ là trưa ăn, tối ăn và sáng ăn đó, ngàn ngày ba bữa không có quên. Không có quên. Nhưng mà lời hứa của Chúa đó thì chúng ta quên. Và lúc chúng ta quên á, thì Đức Chúa Trời sẽ nhắc cho chúng ta rằng: Ngươi là một dũng sĩ. Ta đã hứa với ngươi điều này, ta nhắc lại cho ngươi giống như trong câu chuyện này. Aber wisst ihr, wir vergessen oft das, was Gott uns versprochen hat und seine Verheißungen. Und deswegen sagt er immer, ja, ich erinnere dich, ich bin bei dir, ich habe dich berufen. Có một điều mà chúng ta cần nhớ trước khi chúng ta qua phần thứ ba, ở trong Thi Thiên đoạn 94 câu 14, lời của Chúa có dạy chúng ta rằng: Und wisst ihr, in den Psalmen, da steht geschrieben, vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Vâng, cảm ơn quý vị. Đức Giê-hô-va sẽ không quên quý vị, bởi vì quý vị là cơ nghiệp của Chúa, cho nên Ngài thường nhắc cho chúng ta. Ngài sai những tôi tớ của Ngài đến để nhắc cho chúng ta về lời hứa của Ngài. Der Herr vergisst euch nicht, weil ihr sein Erbteil seid. Und deswegen schickt er immer wieder Menschen zu euch, um euch daran zu erinnern. Có khi Chúa dùng bài hát để nhắc chúng ta. Có khi Chúa dùng sứ điệp của một siêu Trần Mạnh Hùng để nhắc chúng ta. Manchmal erinnert uns Gott durch eine Predigt. Manchmal erinnert uns Gott durch ein Lied. Mà nếu mà có đụng tới lòng chúng ta cũng đừng có giận. Bởi vì mấy người đó không biết gì đâu. Mấy người đó chỉ là cái phương tiện, cái tôi tớ của Chúa đó, để mà Chúa đưa đến để mà nhắc chúng ta. Có nhiều người không hiểu, giận ông mục sư giảng cái chuyện thầm kín của tôi, không chịu mục sư đâu. Cho nên Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta phải biết rằng Ngài ở bên cạnh chúng ta. Điều thứ ba chúng ta học ở đây và để kết thúc là
Đức Chúa Trời ở đó có nghĩa là Ngài ở cùng chúng ta để giải cứu chúng ta. Đây là điều chúng ta muốn nghe nhất và cũng quan trọng nhất của bài chia sẻ sáng hôm nay. Das ist der dritte Teil meiner Predigt und es ist auch der wichtigste Teil. Wichtigste Teil ist, der Herr will uns erretten. Câu 13 và cho tới câu 17 tôi đọc lại ở trong các quyển sách đoạn 6. Gideon thưa rằng, ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng, Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng, hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Một lần nữa Chúa nhắc lại cho Gideon rằng ta đã sai ngươi và chính ngươi sẽ là người đi giải cứu dân Madian. Ich lese noch mal in Richter 6, Vers 13 folgende. Gideon erwiderte, ach mein Herr, mein Gott, und wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Aber du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gideon antwortete, wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir auch doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott bist. Và sáng nay tôi được hỏi ba câu hỏi và quý vị thấy tôi không có lưỡng lự, tôi trả lời liền luôn. Wisst ihr, ich habe ja vor der Predigt wurden mir drei Fragen gestellt und ich habe nicht gezögert, ich habe gleich Antworten können. Bởi vì tôi sống, tôi ôm ấp ba cái giấc mơ đó từ lúc tôi còn trẻ, 20 tuổi và khoảng thập niên 90. Tôi ôm ấp cái giấc mơ và cái ước mơ đó trong lòng của tôi. Denn diese drei Dinge, die ich mir wünsche, das sind meine Träume und mit denen lebe ich, seitdem ich jung bin. Quý vị sống với những ước mơ, quý vị có những ước mơ không? Quý vị, bây giờ hỏi quý vị có những ước mơ gì thì chắc chắn là quý vị sẽ nói liền, phải không? Habt ihr auch Träume? Könnt ihr eure Träume benennen? Có ai trong quý vị mà nói thôi tôi không có mơ gì hết trơn á, tôi sống ngày nào đủ cho ngày đó, thì... Oder haben wir einen hier, der sagt, ich habe gar keinen Traum, ich lebe von einem Tag auf den anderen. Ít ra quý vị cũng phải có một ước mơ chứ, phải không à? Đúng rồi. Giờ hỏi anh Tấn Dũng là coi như anh có ước mơ, anh nói liền, tại không hỏi thôi, phải không à? Đúng rồi, có ước mơ không? Nói đi. Có ước mơ không? Nói liền, phải không? Vâng, anh Bình cũng vậy, anh Bình cũng vậy. Anh Bình không có nói, nhưng mà mình biết là anh có ước mơ. Dạ. Dạ. Bác Bình thật auch ein Traum, ganz sicher. Dạ. Vâng, cảm ơn quý vị. Chúng ta hưởng ứng bài giảng rất là tốt. Thì chúng ta thấy trong cái câu chuyện này cũng vậy. Đức Chúa Trời đến với một người có ước mơ và có khải tượng. Tôi không biết rằng Gideon đã suy nghĩ cái vấn đề này từ lúc nào. Nhưng mà khi tôi đọc tới đây tôi suy nghĩ, mấy chục năm qua tôi suy gẫm đến đoạn này thì tôi đều dừng lại ở cái chỗ này để nghĩ về Gideon. Vì sao mà ông trả lời với Chúa nhanh như vậy? Und ich habe mich gefragt, als ich diese Passage las, warum konnte Gideon so schnell reagieren auf Gottes Frage? Trong câu 13, ông trả lời với thiên sứ của Chúa giống như ông đối nại, có nghĩa là ông debate, ông tranh biện với Chúa liền tất cả những gì mà ông ở trong lòng của mình từ hồi đó đến giờ. In Vers 13, da reagiert Gideon so schnell, dass ich mich frage, die Frage hat er sich bestimmt schon lange gestellt. Mit der ging er bestimmt schon lange schwanger. Cái này là cái quan trọng nha quý vị. Nếu mà quý vị có ước mơ trong lòng của quý vị đó, thì Đức Chúa Trời sẽ thường nhắc quý vị, thường nói chuyện với quý vị, và quý vị cũng hãy trình bày liền cái mơ ước của mình cho Đức Chúa Trời, nhắc cho Chúa biết. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr einen Traum habt und dem nachfolgt, dann zögert nicht, diesen Traum immer wieder vor Gott zu bringen. Gideon trả lời với thiên sứ rằng, ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao điều này xảy đến cho chúng tôi? Sao chúng tôi khổ như vậy? Nếu mà Chúa ở cùng chúng tôi, Giê-hô-va Sa-ma, thì tại sao chúng tôi vẫn còn khổ như vậy? Und Gideon wunderte sich, Jehovah Shammah, aber, und
Ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy trình bày duyên cớ của chúng ta, những cái mơ ước của chúng ta, những cái thắc mắc của chúng ta cho Chúa giống như vậy đó. Chúa ơi, tại sao vậy? Chúa ơi, tại sao vậy? Tôi khích lệ quý vị hãy tiếp tục sống với những ước mơ và khải tượng, và Chúa thường đến hỏi chúng ta để bảo đảm chúng ta còn cái khải tượng đó hay không. Khi Chúa hỏi chúng ta hãy có một kế hoạch cho Đức Chúa Trời. Khi Chúa hỏi chúng ta hãy có một dự định, một mơ ước cho Đức Chúa Trời. Und wenn Gott dich fragt, dann habe einen Traum, gib ihm einen Traum, gib ihm eine einen Plan, das was du dir wünschst. Điều thứ hai chúng ta học ở trong cái phần thứ ba này là Đức Chúa Trời dùng chính tay của chúng ta, dùng chính con người chúng ta để trở thành một cái giải pháp của Ngài, trở như là một giải pháp. Gott benutzt genau uns Menschen, um deinen Traum oder den Traum der anderen zu erfüllen. Er benutzt uns Menschen. Chúng ta thấy Gideon ổng phản ứng sao khi mà thiên sứ nói rằng hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel đi. Wie reagiert dann Gideon, als Gott ihm sagt, du sollst mit deiner Kraft das machen? Er sagt nämlich, du hast die Kraft, Gideon. Thường ở trong hội thánh khi mà quý vị có ý kiến á, quý vị thấy hội thánh cần cái này, hội thánh cần cái kia. Tôi thấy tôi muốn làm cái này cho hội thánh nè. So, wenn ihr jetzt in der Gemeinde seid und ihr seht hier, wow, hier braucht man Mitarbeiter, hier braucht man jemanden, wie reagiert ihr? Nhất là trong ban ẩm thực á, tôi đến hội thánh, tôi thường thường tôi quan sát đến vấn đề ẩm thực lắm. Tại vì tôi thích ăn uống mà, cho nên là tôi để ý các cô nấu cái gì rồi hả, phục vụ cái gì ở trong hội thánh á, tôi thích lắm. Ich achte immer gerne auf unsere Küche, weil ich esse sehr gerne und dann guck mal, was wird denn gekocht die Gemeinde, wer kocht? Và hội thánh có những cái buổi ăn uống ngon như vậy á, là bởi sự đóng góp của các cô nấu ăn ngon á, các bà nấu ăn chịu khó nấu ăn lắm. Quý vị có nhiều cái ơn Chúa cho lắm, và quý vị đóng góp cho hội thánh mới có hội thánh Berlin ngày hôm nay. Und ihr habt viele Gaben und Talente und ihr bringt euch ein und ihr seid ein Teil der Gemeinde, zum Beispiel hier in Berlin. Nếu mà quý vị đến hội thánh mà quý vị nhóm xong rồi quý vị đi về, dĩ nhiên ở trong cái mùa Covid thì chúng ta sẽ không được ăn uống chung với nhau, nhưng mà quý vị đến hội thánh xong quý vị bốn mắt nhìn nhau, quý vị trợn mắt lên, quý vị nhìn, quý vị còn nhướng mày xong rồi quý vị đi về thì không có gì xảy ra hết trơn á, hội thánh không có được gây dựng phải không ạ? Aber wir werden nicht erbaut in einer Gemeinde, wo man keine Gemeinschaft miteinander hat, sondern sich nur böse anguckt nach der Gemeinde. Nhưng mà hội thánh có những cái buổi thông công, quý vị đem những món ăn tới, ô chị Von nấu ăn ngon quá, ô hôm nay em Dũng em phục vụ món nước ngon quá, tôi tưởng tượng như vậy thôi. Bây giờ tôi không biết là quý vị có cái khả năng gì. Ich stelle mir nur vor, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass der eine dies Essen mitbringt, der andere diese Getränke mitbringt. Das ist doch wunderbar. Ở hội thánh tôi đó thì các chị em á, tuần sau gặp nhau mà tuần này á đã chuẩn bị là tuần tới mình ăn gì rồi. À, trong cái buổi ăn mình ăn cái gì để cho nó vui, để cho nó có sự thông công yêu thương với nhau. Hội thánh vườn nho là như vậy đó. Also meine Gemeinde in Arizona, wir machen es immer so, also die Frauen, die planen immer diese Woche schon, was sie nächste Woche zum Essen mitbringen wollen. Und dann sind sie alle aufgeregt. Cho nên có khi vợ tôi đâm chiêu lắm. Nhiều khi nàng nhìn về cõi xa xăm, nàng đâm chiêu dữ lắm. Tôi hỏi gì vậy, nó cũng biết từ tới mình ăn gì ha, để gặp nhau. Hỏi cái là trả lời liền quý vị. Meine Frau, đâm chiêu, meine Frau... Okay, also meine Frau macht sich viele Gedanken und wenn ich frage, was essen wir denn nächste Woche Sonntag, dann kann sie mir gleich die Antwort sagen, weil sie damit lebt. Quý vị, hôm nay Chúa dùng cái bài học này để cho chúng ta được biết một điều rằng Đức Chúa Trời, Ngài tìm những người có ước mơ, khải tượng và lòng cưu mang, và Ngài dùng những con người đó. Lass uns heute für heute festhalten. Gott sucht Menschen, die einen Traum haben, die den Traum nachgehen und schwanger werden. Hãy đến với Chúa, với anh em của chúng ta, với những ước mơ
những đóng góp, những cái khải tượng, những cái cưu mang cho nhà của Chúa, chứ đừng đi tay không tới hội thánh. Teile deinen Traum mit deinen Geschwistern. Teile deinen Traum in der Gemeinde. Komme nicht nur mit leeren Händen in die Gemeinde. Những người như vậy là những người được Chúa dùng ở trong nhà của Chúa nhiều lắm quý vị. Das sind nicht die Menschen, die Gott in sein Reich gebraucht. Chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta nêu ý kiến, thì chính chúng ta sẽ là cái người có khả năng để giải quyết cái vấn đề đó. Wenn wir zu einem Bereich eine Frage stellen, wenn wir zu einem Bereich eine Meinung haben, dann sind genau wir dafür prädestiniert. Hãy nhớ rằng Gideon hỏi và chất vấn thiên sứ. Và chính thiên sứ của Đức Giê-hô-va trả lời rằng chính ngươi là người sẽ đi giải cứu dân sự. Gideon hat die Frage dem Engel gestellt und der Engel hat gesagt, genau du wirst das Volk erretten. Và chúng ta có một lời hứa rất là lớn trước khi chúng ta chấm dứt bài giảng sáng hôm nay ở trong câu 15. Câu 16, Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy. Da steht in Vers 16, ich stehe dir bei, du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Những gì mà Chúa làm cho Gideon cũng sẽ làm cho chúng ta. Und was Gott für Gideon getan hat, das wird auch für dich. Bài hát Jehovah Shama, Chúa làm cho cái người, cái cô bạn của tôi gặp nhiều khó khăn và cô đã nhờ cậy Chúa, đã Chúa giải cứu cô, thì chính tôi cũng được Chúa giải cứu ở trong cái những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời của tôi theo Chúa. Wisst ihr das Lied Jehovah Shama, das hat der Frau, also Gott, sie wusste, Gott ist mit ihr und das hat sie vor dem Tod befreit und auch mich und bestimmt auch euch, weil wir wissen, der Herr ist mit uns. Bởi vì Ngài ở giữa cái hoàn cảnh tệ nhất cuộc đời chúng ta, tệ nhất Ngài vẫn ở đó với chúng ta rồi. Und er ist auch da, wenn es dir am dreckigsten geht, wenn es dir am schlechtesten geht, Ngài, er ist auch da. Ngài ở bên cạnh mà chúng ta không có hay, Chúa đã ở bên cạnh chúng ta rồi, bây giờ chúng ta hãy để ý đi, Ngài đang ở bên cạnh chúng ta để trả lời cho chúng ta. Und der Herr, der ist schon bei dir, auch wenn du das nicht bemerkt haben solltest, er ist da, um dir einfach die Antwort zu geben. Và điều quan trọng đó, Chúa ở với chúng ta để giải cứu chúng ta. Und was wichtig ist, er ist bei dir, um dich zu erretten. Amen. Cảm ơn bài giảng vừa rồi. Tôi phải nhường chỗ lại cho Thủy Tiên ngồi ở trung tâm của cái máy dịch. Thì ra là ngồi phía sau này để nghe sư giảng. Chúc ban ơn cho một sư. Tôi thấy rất là tâm đắc. Cô nói là nếu bạn là người đề nghị đưa ra những ý kiến thì dường như chính Chúa Ngài đã cảm động lòng của bạn để thực hiện công việc đó. Amen. Ich danke Pastor Daum für deine Predigt. Wisst ihr, wenn du was auf dem Herzen hast, wenn du einen Traum hast und das aussprichst und damit zu Gott kommst, dann wird Gott sagen, genau dich habe ich erwählt dafür. Bởi vậy cho nên có nhiều những điều mà Chúa mở mắt bạn để nhìn cái điều đó, có nghĩa là chính bạn là người sẽ thực hiện. Weil Gott genau deine inneren Augen geöffnet hat, damit du diese Dinge. Rất cảm ơn mục sư Đông, xin Chúa Ngài làm thành điều lòng ước ao đặc biệt cho thế hệ trẻ Amen. Mà sinh ra tại hải ngoại này. Amen. Wir danken dir, Pastor Đông, und wir beten, dass das, was du auf dem Herzen hast, für die zweite Generation der Jugendlichen im Ausland, dass sie das weitertragen. Chúng tôi biết nó là điều rất là quan trọng, cho nên mỗi một bài giảng ngày Chủ nhật ấy, bây giờ là thường cũng nên cho tiếng Đức để giúp cho các cháu sinh ra tại Đức này hiểu được bài giảng. Amen. Auch in Berlin nehmen wir das sehr ernst, deswegen übersetzen auch jede Predigt ins Deutsche, damit auch die zweite Generation das verstehen kann. Okay, rất cảm ơn.